Dâu 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 và còn sâu, trong 500 anh em đã quay trở lại cùng với em Minzy trong series bình luận PK Liên Server. Và series này diễn ra vào 30 giờ hàng ngày, 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Anh em nhớ theo dõi và ủng hộ. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bài vũ to của server Quỷ Quỷ với chế độ Smug anh em nha. Cùng đi tìm đối thủ đầu tiên nào. Và đây sẽ là ai? Người ấy chính là Sumi của server 261. Đối thủ đầu tiên mà bài vũ to sẽ phải đối đầu. Chúng ta được lựa chọn kèo đấu trước trong tình huống này. Đa số sẽ lựa chọn Tachibana với khả năng miễn chi tử một tơn. Nhưng mà không, em mình gì với những lối đánh rất dị hợm thế, Miku có lẽ là con bài yêu thích. Về cơ bản tôi là người có nhiều phong cách lối chơi, chơi ngu có, chơi khôn có và đủ các thể loại. Thích chơi kiểu gì thì tôi chiều kiểu đấy, đúng không anh em? Nên là anh em cũng không phải thắc mắc quá nhiều về cái lối chơi của mình. Nó thật sự là hoa mỹ hay là nó cản dở anh em. Mình cũng không biết dùng cái từ nào cho cái lối chơi của mình. Vào một ngày đẹp trời có thể trai hát đánh rất kinh, vào một ngày phải xấu trời hay là một ngày kiểu cảm giác cợt nhả thì có thể đánh rất cợt nhả, đánh rất vô lao ấy. Nên là cũng không biết phải nói thế nào nó chính xác ở thời điểm hiện tại này là mình đang sử dụng lối chơi như thế nào. Mình cũng không biết cái lối chơi thiên về của mình là gì. Lối chơi của mình có lẽ là vẫn như anh em bình luận và comment, nó chính là thắng nhờ may mắn và thua là do thực lực là chính, đúng không? Cái loại đó là lối chơi chủ đạo. Về cơ bản đó là lối chơi chủ đạo của mình nhá. Cùng đến với những lượt pick tướng cuối cùng, có lẽ là Benny, không, Andy mới là võ sĩ cuối cùng về tem của Aminzy. Và chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu sau vài giây nữa, khi mà hệ thống đã loát xong đội hình 8v8. Trận đấu đã loát xong, Miku, Single, Ramon và Andy. Có lẽ Andy được sau đi các bạn, khi mà nhà bạn vẫn đang có một con sinh, có một con Google với khả năng nếu mà tận dụng được nội tại của Google và tận dụng được nội tại của Tachibana Okio thì có lẽ tèm bạn nó vẫn sẽ có khả năng chống sốc, chống chết anh em, chống kiểu one hit. Chúng ta cùng chờ đợi xem thanh niên này liệu rằng có tận dụng được những cái nội tại tinh túy đó hay không. Tình huống tự bí cu mình đi rất đáng tiếc dành cho Miku, thì lại bí bức nộ dành cho Ramon. Có lẽ lần sau mình sẽ để thế hay là cái khả năng mút nộ này để tí mình đọc lại nhé. Nó ra Doom hay nó sẽ mút nộ auto con ở slot số 4 gì nhỉ? Nhưng mà đây là con Miku chắc là giống nhau rồi các bạn. Để mình xem lại cái khả năng mút nộ của con Miku này. Mình đang hơi thắc mắc nhiều cái khả năng mút nộ của nó. Nó sẽ mút nộ theo kiểu là đây mình đọc lại. Miku nó mút nộ theo kiểu là con nào đây nhá, Smug của nó đúng không? Mình sẽ đọc Smug của Miku, Linh Kỹ Sở. Smug của nó tên là Linh Kỹ Sở nhá. Triệu hồi chư xuất hiện, dùng tuyệt kỹ tâm linh tấn công vào hàng ngang phe địch, đồng thời gây sát thương lan ra toàn thổ, toàn thể phe địch. Địch càng ít sát thương càng tăng, giống hệt Bula nhé. Sát thương lan ra thêm này sẽ không hồi nộ cho địch này. Có 45% xác suất phong ấn 3 địch. Nếu là phong ấn tiếp tục phong ấn thêm lần nữa, được phong ấn tính từ đầu. À, cái này nó lại liên quan đến nộp tạ nhiều hơn. Mày đủ sắp tao nhá. Mày nhìn này, chắc đéo thì đã đủ sắp tao nhá. Ôi, chặt kéo đã đủ sắp đao nha. Nhìn này chưa chắc đã đủ sắp đao rồi nha. Nhìn đánh tôi đái ra máu thì vẫn làm được, đúng không? Không đủ sắp đao nhưng mà đánh được đối thủ đái ra máu thì nhìn này chắc vẫn làm được thôi. Má, một độc chiều ngon nhỉ. Này liên quan đến độc chiều này, phân thân của Maki sẽ bay ra đánh vào một địch, nếu địch đang bị phong ấn sẽ có xác suất tăng 50% sát thương, có 50% xác suất tăng 250 nộ cho hai võ sĩ bất kỳ phe ta thứ một như này nữa, có xác suất tăng 50-250 nộ cho hai võ sĩ bất kỳ phe ta. Võ sĩ bất kỳ như này nữa, cũng không phải là võ sĩ mà chúng ta được lựa chọn thì muốn xoáy giảm tỷ lệ về máu đến từ vị trí một tròi kìm một cái đá long chuyển thương. Đỡ đòn đến từ cả Andy và Hinato.
nhưng mà những sát thương chém đến từ con bò mẹ kia đau quá. Con bò ngủ nhỉ. Con rút gồ, nhưng mà may quá là tèo mình ở nhà mình không đổi vị trí con đang đi đi, mình náo con mẹ rồi. Ai, cái tình huống xử lý hơi sai đấy các bạn. Đổi vị trí con đang đi đi, tự nhiên mất một quan nổ này đúng không? Chưa kể là một thằng này nó chém nữa. Đấy, xác suất đúc 25% nộ, 250 nộ đấy. Chẳng có chịu thế nhè. Anh cứng thật đấy. Anh cứng thế mẹ nó luôn anh em. Ôi, lại chém phun la thì hay quá. Chém phun la nha. Ôi, ai sao anh yên chí quả bỏ mẹ này. Choáng nó mới cày nhỉ. Cái nỗi đau nào mà mới quá choáng này không nhỉ. Ôi ô, nhầm người rồi. Ôi, lầm hàng rồi. Dạo này thì không có nào nổi lên gồ nữa cả. Ôi dồi ôi, đẹp thế mẹ, Lugo MTP à. Mẹ, điện thằng Lugo nó thoáng mỗi quả, mình thua ngược vậy. Không phải mình thua, thua bởi thằng Lugo nó mới cay anh em. Mẹ, cơn sau thằng kia này, nó lại có nổ lại chém ngược. Ai, ô kìa. Nhưng không, chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về MNG. Mình không nghĩ là mình người đánh sau nhịp đó nhỉ. À đúng rồi, mình lại chọn Miku trước mà. May mắn, vâng, thật sự đó là may mắn. Chúng ta cùng đến với game đấu số 2 Sumi Lôi của server 578 sẽ đối thủ tiếp theo Miku và Tachibana Ukiyo. Kèo đấu quay đi quay lại. Đấy các bạn thấy không? Đa số cái bọn ở bên này toàn lựa chọn Tachibana Ukiyo, nhưng về bản thân mình thích Miku hơn. Hay. Không hiểu tại sao. Không hiểu tại sao. Đấy là mấy thanh niên ở bên server này nhá anh em nhá. Mấy thanh niên ở bên server QQ này hay thích Tachibana Ukiyo. Còn anh em mình thì đánh ở server Nhật nó quen đấy. Cái lối ở server Nhật nó quen đấy, nên là anh em hay lựa chọn Miku nhiều hơn. Viettel Plus quý khách được cộng thêm 392 điểm Viettel cộng bởi giao dịch tiêu dùng viễn thông tháng 7 năm 2022, thời hạn sử dụng đến 31 tháng 8 năm 2023. Ôi dồi ôi, đấy, bao giờ mới hết vậy. Bao giờ nó mới hết nào, xác suất bút cho ai để còn biết nào, tự bút cho chính mình đi. Bút cho thằng Dasio ấy, cày đòn nhỉ, hai thằng đỡ đòn được đấy. Dasio giảm nổ đi này. Sasu với cả nộ nó lại bị đấm choáng. Ai già mẹ, quả này Makio là hợp lý nhỏ mẹ, coi như phá cái hàng tanh này của mình luôn. Quả Makio này là hợp lý thật sự nha các bạn. Makio này là hợp lý thích nhỉ. Kyo này mà hợp lý quá đấy. Có
của Zacio này hợp lý đấy. Quả này thì nó chống nào được nhỉ anh em nhỉ? Quả này càng đánh càng khỏe, còn người sinh nữa này. Càng đánh càng khỏe, cái này thì sợ gì nhờ. Cái này có phá bút mà anh em. Này quá nhỉ. Chi hay quá nhỉ. Hay quá nhỉ. Hay quá nhỉ. Một năm 1670 đến từ sản phẩm 416 đối thủ tiếp theo Mishi Karate Miku, vẫn là Miku rồi nhỉ, không hiểu tại sao mình vẫn phải lấy Miku dù có Init. Mặc dù có Init nhưng mà này nó chê cả Init à. Mishi có lẽ vào sau rồi nhỉ. Anh chị em vào 7 nó chỉ mạnh anh. Anh chị em vào 7 hẹo luôn chị. Mẹ hai chị em bút hai chị em rồi. Hai chị em quả này 7 luôn. Hai chị em quả này quẩy thì chất lượng thế nhỉ. Ôi dồi ôi, hai chị em quả này quẩy chất lượng nào. Ôi dồi ôi, hai chị em quả này quẩy. Mẹ giết người cũng bỏ sót nhá. Giết người không bỏ sót. Mishi Tower!
Lumia. Ngon, lại được 7 phát nữa. Lại được 7 phát nữa anh em ạ. Lại được 7 phát nữa. Come on. Xin lỗi các anh em. PC yếu quá. PC giờ mắc yếu nhè. Nhìn không thấy có cái mẹo gì. Chắc mặc bền anh em ạ. Ăn chắc mặc bền, đẩy lên. Chắc cốt đã nào. Cả mì hạ đến từ vị trí của Gishi Nightmare. Và đó là chiến thắng game đấu số 3 dành cho em Benji rồi. Chúng ta cùng đến với game đấu số 4. Atome của server 553. Sion với cả Ken thì cũng 19-10 đấy các bạn. Kèo này thì cơ bản là mình cũng chưa chắc Sion đã thua Ken đâu. Chế độ thường thì có thể thua, nhưng chế độ smack lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Chế độ thường có thể thua, nhưng mà chế độ smack nó lại là một câu chuyện khác. Nhìn mà Sion thì sớm không, nghĩa là không, mà mình có chống chọi lại được. Mình nghĩ là không cần mang Sion vào sớm. Chiến nhè mẹ láo nhè. Tự nhiên rất láo ấy.
Rất lao toét đi. Nhìn rất lao toét này, mang kèm này luôn. Rất lao toét đến từ thành miền này. Đi thua luôn anh em ạ, kèm được chiều thua luôn, chả đùa. Đáng sợ thật. Sion gánh cái kem này không nhỉ. Muốn liều ăn nhiều chứ còn gì nữa. À, hỏng rồi. Hỏng rồi. Mẹ nó chứ. Quả Sion đi lại chọc chết hai thằng đấy. Xài quá. Giờ Ken nó bá rồi nha. Giờ Ken thì dạng bá mẹ rồi. Đấy, mày về cái chết luôn anh em ạ. Về cái chết luôn. Về cái hẹo luôn. Không cứu được. 3-1 thì chúng ta cùng đến với game đấu số 5 nè. Kyo 15, à Kyo 14 anh em. Kyo 14. Kèo này thì tất nhiên phải lấy Tachibana Ukyo rồi. Chính là mình nhường đấy, nhường này, ta chỉ còn Aokio, lấy vô như dị nó cầm vô nét mất. Vô nít thì gọi. Yêu đi xị à, yêu đi xị rồi chúng ta có nảy vào cái phí này. Để xem sao. Bọn này cái yêu đi xị nó không cho vào. Ủa, quá trời. Mất em bao thì cũng tiếc lắm. Từ từ đã. Body.
phía. Ô, sao kêu của mình mất máu nhỉ? Sự như hôm nay à? Ô ngáo à? Nhão rồi. Ngáo sẽ báo rồi. Nhìn này, ngáo sẽ báo rồi anh em ạ. Chiến thắng game đấu số 5 4-1. Chúng ta cùng đến với game đấu cuối cùng trong clip này đi. Kết hợp được thì bắn phát là xuyên chết đi. Sẽ kêu làm gì ta? Sẵn Sun, nghĩa là mình đánh trượng. Liều mẹ đi nha. Ôi chết rồi. Ôi dùng cái nộ con này làm gì biết. Ôi thôi, ngu rồi. Ôi
Vui quá anh em ạ. Thua mẹ rồi. Nó ngừ ngáo sờ bư nè anh em ạ. Ai, quả đấy nổ đam chết con kia, nó mang được con Sun vào như thế này. Mẹ lên quả trí vượt ngoài tầm kiểm soát anh em ạ. Ok, clip này mình cũng xin phép tạm dừng lại đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo. Đừng quên nhấn like, subscribe, ủng hộ cho mình gì nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.